Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Giá vàng trên thị trường thế giới đã hồi phục nhẹ trở lại so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Hiện tại còn giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,22%, đứng ở mức 2.332,8 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 105,98 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 62.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,669% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 83,2 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, trước khi cuộc họp của Fed diễn ra trong 2 ngày, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tái khẳng định lập trường về duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Theo dữ liệu hôm 26 tháng 4, lạm phát của Mỹ trong tháng 3 năm 2024 đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mục tiêu 2% do Fed đề ra. Các nhà giao dịch hiện tại dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay, thấp hơn nhiều so với dự kiến là 6 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản được đưa ra vào hồi đầu năm. Giá vàng luôn nhạy cảm với lãi suất của Mỹ bởi lãi suất cao sẽ giúp cho đồng bạc xanh mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đi đáng kể. Vàng cũng mất đi một số hỗ trợ vì nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu. Khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tăng cường nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc họp ở Trung Đông trong ngày 29 tháng 4, trong khi đó, thị trường ngoại hối đang là tâm điểm chú ý trong bối cảnh có đồn đoán rằng chính phủ Nhật Bản có thể bắt đầu mua đồng yên để hỗ trợ đồng nội tệ. Những đồn đoán này xuất hiện sau khi mà đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ qua. Nếu họ hành động, điều đó có thể làm suy yếu đồng bạc xanh và từ đó có khả năng sẽ thúc đẩy giá vàng. Giá vàng đã tăng khoảng 13% trong năm nay và đạt kỷ lục vào đầu tháng này, mặc dù thời hạn của Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi. Đà đi lên của kim loại quý có liên quan đến hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị gia tăng từ Ukraine đến Trung Đông. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Dù giảm mạnh trong ngày nghỉ lễ, nhưng giá vàng SJC vẫn đang cao vượt trội so với thị trường vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, thị trường vàng trong nước vẫn tiếp tục trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Thị trường vàng thế giới giao dịch bình thường với đà giảm khá mạnh, với mức giá hiện tại giá vàng thế giới chỉ ở khoảng 72,24 triệu đồng trên một lượng. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng một vài doanh nghiệp vẫn công bố biểu niêm yết mới nhất với đà giảm đáng kể của vàng SJC. Cụ thể, tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được mua vào mức 82,65 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84,75 triệu đồng trên một lượng, giảm 450.000 đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm trước và đã mất ngưỡng 85 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là giá vàng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng trên một lượng, cách đây không lâu sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải giảm chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, khoảng cách này có thời điểm xuống dưới 10 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng đi lùi, giá vàng dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu xuống mức 74,48 triệu đồng trên một lượng mua vào, 76,08 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng của Doji mua vào mức 74,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,50 triệu đồng trên một lượng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì cũng không có nhiều thay đổi về giá. Hiện tại cũng chỉ có hệ thống đó là Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu có điều chỉnh về giá và điều chỉnh giảm. Cụ thể như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên 3 thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng và ra mức 85,20 triệu đồng trên một lượng. Với tập đoàn Phú Quý mua vào mức 82,90 triệu đồng trên một lượng và ra mức 84,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Với Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 82,65 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84,75 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại thì cũng không có thay đổi, đang mua vào mức 73,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,50 triệu đồng trên một lượng.
Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm nhẹ, giảm 100 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 74,48 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,08 triệu đồng trên một lượng. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.088 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi về giá so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.540 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.640 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 75 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, giảm 55 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn: SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Pin Hồ Chí Minh và pin Hà Nội mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Phú Quý SJC mua vào 8.290.000, bán ra 8.490.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.265.000, bán ra 8.475.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 35.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.270.000, bán ra 8.410.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng: Ngân hàng Eximbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.522.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa 2 triệu mua vào và chỉ bán ra vẫn đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. SJC Huế mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại tạm thời cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau: Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.380.000, bán ra 7.550.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.380.000, bán ra 7.560.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.370.000, bán ra 7.470.000. Vàng 24K mua vào 7.196.000, bán ra 7.396.000. Vàng 18K mua vào 5.368.1 nghìn, bán ra 5.618.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.120.4 nghìn, bán ra 4.370.4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.880.3 nghìn, bán ra 3.130.3 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.448.000, bán ra 7.608.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chỉ bán ra. Nhẫn tròn bộ số 9 tại Doji mua vào 7.480.000, bán ra 7.650.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.